Hello cả nhà, hello everyone. Bây giờ em ra mé trước sân nè cả nhà. Mình có mấy cái chậu này mình trồng nè, strawberry rồi, nghe chưa? Nó có trái nè cả nhà. Hôm qua con gái hái cũng nhiều lắm nè, nó chín rồi đó. Đây mình có bụi hành nè cả nhà. Hôm nay mình ra mình hái bụi hành này vô để mình làm cái món là gà hấp hành nha cả nhà. Đó. Hái hết rồi, đổ bụi hành này vô. Có nhổ gì ta? Đứt rồi. Giang đậy. Ê, gãy rồi. Nắng đỏ trời nắng wow, cũng đi bự ghê hả. Ui ấy dạ. Rồi không được sao. Ui ấy dạ. Nhổ bụi hành muốn té ngửa. Ê còn này cái gốc cứng dữ vậy ta. Hết. Này được nhiêu này cả nhà. Đây, như này đủ hấp rồi ha. Trời tay chân dơ hết rồi. Kệ nó đi, làm giường mà phải dơ mới được. Ôi cha. Nắng em luôn rồi, em ra nắng nó đen thủi tần thui luôn. Rồi vô rửa hấp hành, gà hấp hành nha cả nhà. Hello everyone. Mình chào cả nhà ơi. Hôm nay là mình có một cái món gà hấp hành nha cả nhà. Hả? Thì bây giờ ở đây là em có con gà. Hả? Rồi ở đây đó là mình có tỏi nè, gừng nè, củ hành băm sẵn nè và củ hành, hành lá đó. Rồi bột nghệ, nước mắm, đường, bột niêm. Đấy. Thì mình giờ chuẩn bị ướp để mình làm cái món gà nha cả nhà. Rồi. I have one chicken, garlic, onion, ginger, and green onion left. This is tamarind powder, fish sauce, vegetable powder, and sugar. Okay, we're ready to cook. Rồi cả nhà ơi, đây là con gà. Rồi mình sẽ bỏ vô cho nó bột nghệ á cả nhà. Đó, mình cho khoảng muỗng cà phê bột nghệ ha. Đó. Mình không có cần nhiều, đó muỗng cà phê được rồi. Đó. Rồi nước mắm. Đây. Nước mắm mình cho khoảng muỗng canh nước mắm đó cả nhà. Đó. Ở đây là bột rau cải cả nhà. Đây bột rau cải mình cho 2 muỗng cà phê ha. Đó. Còn ở đây là đường, mình cũng cho 2 muỗng cà phê đường. Rồi. Rồi thì ở đây mình có gừng nè, mình cho vô hết luôn, tỏi, gừng với lại củ tàu, củ hành đó. Mình cho vô và mình sẽ trộn lại nha cả nhà. Mình ướp nó. Rồi. Bây giờ con gà mình nó đã thấm rồi. Thì mình để đây khoảng
nửa tiếng mình sẽ hấp nó nha cả nhà. Mình để đây, nửa tiếng mình hấp nha cả nhà. Đây, rồi mình để đây. Cả nhà, bây giờ mình ướp nửa tiếng rồi đó cả nhà. Xong rồi mình sẽ bỏ con gà vô mình hấp ha. Đây, mình ướp nửa tiếng rồi. Đây là con gà của mình ướp nè. Vậy mình thả nó vô mình hấp. Đây. Mình để đây mình hấp khoảng cái này 40 phút đi. Cho nó chín ha cả nhà. Cho nó chín. Nước nghệ lên cho nó thấm cho nó đẹp. Để cái nước nghệ lên này cả nhà. Đậy nắp lại, mình hấp 40 phút rồi. Bây giờ gà nó đã sắp chín rồi. Đó. Bây giờ mình bỏ hành vô anh. Lấy hành để mình rõ vô mình để một phút. 1 phút sau chín. Củ hành nó đâu có cần chín nhiều đâu. Nhiều vậy? Thôi, mình đủ rồi, nhiều đó thôi. Con nó đâu có ăn đâu ngờ. Giờ mình đẩy nắp lại. Chờ 2 phút đi. Cho nó chín chín chút nó ngon. Mình nên mình chín quá cái ấy. Còn chào cả nhà. Đây nè. Cái này là cái nước sốt cho để qua đây đi. Mẹ chỉ cho cha làm. Cho dắt chanh đi. Cả nhà. Chuyện gì muối hay đường vậy? Muối. Sao làm muối vậy? Ủa, nó là vậy đó. Đây, cái này là người ta có lá é, mình có mình lấy lá quế nè, muối nè, ớt nè, rồi mình nửa miếng canh. Đó. Mình ăn canh nè, mà mình không thích muối nè, ok. Mà cái loại nó là vậy. Đó. Còn đây là gì phải không? Sữa bò. Sữa ông thọ. Đó, anh muốn ngọt thì 2 muỗng. Thôi. Ông muốn ngọt là 1 muỗng thôi. Cái gì vậy trời? Nếu ta làm vậy mai rồi anh trộn mới đi. Đó, là ăn vậy đó. Mình chỉ nhiệm vụ ăn thôi, còn thợ nấu làm gì mình ăn lấy nha cả nhà. Mình làm cái chê. Bây giờ mình nghĩ muối chắc nó mặn lắm á. Không phải bưng nguyên cái nồi xuống vậy hả? Không, bưng cái nồi nó đổ để cái sẵn đi. Hên xui đi. Sao phải bình nguyên cái bạc đây chứ xui. Đâu có. Nóng dữ ta. Nóng nhờ mà mấy cái con thêm cá đó. Đi. Cá nó không thích tồn tại. Đó. Thấy chưa? Chà, dính luôn. Ăn xong rồi em sẽ làm cái này là ăn bóc cho mình. Chứ không có ăn ta để dưới đi. Thằng nào nó cũng không dính lên không để vậy đi. Thì mình để lấy cái thằng nào dính nó dính. Thằng nào không dính thì không dính. Nếu mình cũng cần phải có đũa để gấp hành để ăn bóc gì không thành. Bóc chi ăn gấp chi bóc cho rõ. Ăn tại chỗ luôn cả nhà cho nó nóng nó ngon.
đây nè, một củ hành. Đây cả nhà. Anh lấy cái này chấm để mình xếp qua đây. Rồi. Rồi anh cho anh cái dĩa này. Đấy. Muốn ăn cái nào? Cánh nè. Ăn cánh đi. Con mùi này khí tình nó nghe mùi là tới. Wow, nhìn đẹp quá trời. Chắc cắt ra ăn chút nữa đi. Đứa một khúc. Giờ. Cũng no rồi cả nhà ơi, tại em làm lỡ cỡ nè. Cái mùa sáng không có làm kịp rồi cái ăn mời cả nhà, mời bà, mời má, mời cha mẹ. Ui mà đại gia đình. Ui mà quá. Không qua cả nhà. Nó xảy luôn. Con gà này nó nhỏ chứ không có lớn anh ơi. Không phải gà trong chuồng em đâu nha cả nhà. Chết luôn á, ăn kiểu này này chả đảo được. Đó. Ở trong đây á là nội tạng. Wow. Tim, mề. Mề thì ok, tim gan cũng phải của mình. Ăn cái này ngon hơn. Vậy. Ăn này đi. Tim gan phải ăn sao? Rồi, mời cả nhà. Nội tạng ăn cái đùi kìa. Dạ. Thôi, mời cả nhà cái ui cái đằng nha. Ui cái đằng ăn cái nhờ. Ui cái đằng em cái đùi. Chấm thêm cái nước chấm này coi. Thấy không? Ngon không? Nước chấm ngon không? Nè. Gà ở nhà không có, gà ở Mỹ không có dám cắn xương cái rồi, nó cứng dữ lắm. Cắn xong phải đi thay bộ răng. Dạ. Anh cầm này đi. Món này mình phải ăn tại chỗ rồi, cho nó nóng. Dạ, để còn bỏ vô đó cho nó nóng lại cho con đi. Không cần chấm cũng ngon. Có đồ ăn mặt sáng rỡ. Mày thêm miếng lá quế, miếng ớt vô nó mới ngon. Như đó là vậy. Cái cha quên ăn mời ba mời má anh có mời không vậy? Mời rồi. Trời đất ơi, hôm nay em ăn em quên mời cả nhà luôn. Mời ba mời má mời cả nhà. Em quên chơi. Mời ba cả nhà ơi. Chicken steam with onion. Củ hành nhà trồng nè. Cái bụi hành trước á. Mình không có biết ăn bò kho cái hả? Ôi ôi, miếng thịt nó ngon. Thôi, căn miếng này nó đủ rồi. Nó đáng cười ha. Ướp cười ăn á. Cứ đủ rồi vài. Bây giờ lỡ cỡ cũng không mới ngon lắm cả nhà. Mà làm thăm phải ăn. Nguyên tiếp. Để vô hấp lại cho nó nóng đặng cho con nó ăn. Nè, để vô đặng. Ok, cả nhà. Tạm biệt cái này. Ok. Chiếc ăn gà tụi em tới đây ngưng. Cả nhà, gà ăn cũng ngon. À, để cho dạ. Con nó phụ với cả nhà đi. Cảm ơn cả nhà đã xem em làm cái món gà hấp hành. Ăn... Ủa trong phải hành hấp gà hả? Ăn lỡ cỡ nửa con. Còn nửa con để cho bé nè.
rồi tụi em ăn lỡ dở cũng không nói lắm cho nên tạm biệt cả nhà. Ok, cảm ơn cả nhà đã xem tụi em, cảm ơn cả nhà, nhớ ủng hộ em bằng cách bấm like, bấm chia sẻ, bấm comment. Ok cả nhà, leave me a like, share, subscribe everyone. Thank you, bye bye.